Khách Việt trải nghiệm sốc độ cao ở Ladakh. Lê Hữu Chính, ngoài 30 tuổi, sống tại Hà Nội đang có chuyến thăm Ấn Độ trong 22 ngày. Anh tới Ladakh vào ngày thứ 9 của hành trình, ấn tượng với cảnh quay ở hồ Pan Gong So trong phim Ấn Độ nổi tiếng Ba Chàng Ngốc. Nằm ở độ cao hơn 4.300 mét, hồ Pan Gong So có diện tích khoảng 700 km2. Đây là một trong những hồ nước lợ lớn nhất khu vực dãy Himalaya cũng như châu Á. Ngoài tên Pan Gong So, hồ còn được gọi là Hồ Lâu, chỉ nhận nước từ các nhánh sông và không chảy ra biển. Hồ Pan Gong So nổi tiếng với khả năng đổi màu theo thời tiết, từng thời điểm khác nhau trong ngày. Cả nhóm của anh Chính tới đây khoảng 16 giờ, mê mẩn với vẻ đẹp lóng lánh ánh nắng trên mặt hồ. Đứng trước Pan Gong So, mình thấy mọi sự mệt mỏi, sốc độ cao, đường xa đều rất xứng đáng, vì hồ thực tế còn đẹp hơn trong tưởng tượng của mình, anh nói. Cả nhóm từ New Delhi bay tới Srinagar, đi ô tô tới Leh. Vấn đề dễ gặp nhất khi lên tới Leh là sốc độ cao. Cả đoàn của anh Chính đều xuống sức rất nhanh, tiêu chảy cũng như nôn liên tục trong ngày đầu, dù đã uống thuốc chống say, chống sốc. Anh lưu ý tuyệt đối không nên chạy nhảy, vận động mạnh hay tắm rửa. Thời tiết ở đây nắng vào ban ngày, thậm chí nóng giò nắng gắt, nhưng sáng sớm và chiều tối tới đêm thì lạnh sâu. Chỉ qua một đêm, khu hồ xanh biếc trong ánh nắng hôm trước đã được bao phủ bởi tuyết trắng. Vì nằm trên dãy Himalaya, khu vực Ladakh mát mẻ, trái ngược với nhiều nơi ở Ấn Độ, nhiệt độ có lúc lên tới 45 độ C. Khi tới Leh, họ nghỉ ngơi ở khách sạn 1 đến 2 ngày để làm quen và thích nghi dần với độ cao. Ở đây cũng có rất nhiều hàng quán đẹp, đầy đủ đồ ăn từ Trung tới Hàn, hay một số món của châu Âu như pizza. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!